Hello Jasmine, hello Trần Tường Vi. Mọi người nghe âm thanh rõ không ạ? Hôm nay, hello mọi người. Nam Quang vẫn livestream từ Florida, nơi mà Nam Quang với lại hai cháu vừa mới đáp máy bay xuống đây hồi tối hôm qua đó. Thì Nam Quang xin chào mọi người. Thì cái vấn đề chỗ này là hôm tối hôm qua Nam Quang có livestream rất là nhanh trong vòng 17 phút về cái tình hình của anh Trương Quốc Huy N10 TV để mà báo cho mọi người biết về cái tình hình của anh đó. Tại vì anh Trương Quốc Huy có gọi điện thoại cho Nam Quang và rất là mừng là báo tin là đã lấy lại được cái kênh N10 TV Second. Second, tại sao Nam Quang nói chữ Second? Là tại vì nó là số 2 á, xin quý vị, số 2 xong rồi chữ ND ở phía sau á. Thì tiếng Mỹ viết cái chữ second thì họ chỉ lấy cái chữ ND ở phía sau thôi, là chữ viết tắt á, giống như là chữ first á. Đúng không quý vị? First thì họ viết tắt hay cái chữ là ST ở phía sau. Còn thí dụ khi mà họ nói về ngày tháng thứ ngoài cái second với lại first á, người ta gọi là quý vị có thấy chữ là thí dụ 15 á, thì là có cái ngày 15 thì để 15 rồi TH ở phía sau phải không quý vị? Do đó là chữ là 15 là nó là chữ TH. Rồi thí dụ nói về bất cứ cái số nào mà nó kết thúc bằng số 3 đó thì là nó có chữ RD ở phía sau. Ok, thì nói cũng hơi dài dòng về vấn đề đó. Mẹ mốc à, chào mẹ mốt Tiến Thuần, Nguyễn Trinh Trinh, Lai Nguyễn nữa. Cái quan trọng của vấn đề mà của cái video của Nam Quang hôm nay là mình muốn đề cập đến cái chuyện là cái kênh nào của N10 TV là cái kênh thật và cái kênh nào là cái kênh giả. Nam Quang muốn trình bày cho quý vị biết để mà quý vị theo dõi đúng đó. Tại vì hiện giờ vẫn còn rất là nhiều những cái kênh mạo danh của N10 TV. Hello Teresa với lại Kelly. Bây giờ mình trở lại cái Nam Quang cho quý vị coi cái phần bên kia nha, cái screen đó. Đó. Hiện giờ là quý vị thấy đây là một cái ví dụ thôi nha quý vị nha. Ở cái trên màn hình là quý vị thấy N10 TV Trương Quốc Huy. Ở đây quý vị thấy N10 TV Trương Quốc Huy có hai cái gần giống như nhau đúng không quý vị? N10 TV Trương Quốc Huy ở second là number 2 đó. Thấy rõ không? Ở trên này cũng có cái hình của anh Trương Quốc Huy đúng không? Đây là hình Trương Quốc Huy đây. Rồi cũng có video của anh Trương Quốc Huy. Đây, tất cả những cái video của anh Trương Quốc Huy đây. Đây cái video này, một trong những cái video mới nhất của anh Trương Quốc Huy nó nằm đây hết phải không quý vị? Đó, rồi cũng có những cái lời thông báo làm channel phụ rồi trang chính đã bị block do báo cáo y như là cái kênh thật vậy đó, đúng không quý vị? Mình mới đầu mình nghĩ là nếu mà mình không biết thì mình nghĩ đây là kênh thật, mà quý vị có thể đâu có thể nào mà quý vị thấy được là nói cho Nam Quang biết làm sao mà quý vị biết được kênh thật hay là kênh giả, đúng không? Đó, nó y như vậy thì cũng hình người như vậy đó. Rồi thì bây giờ Nam Quang chuyển qua cái kênh hồi nãy mà Nam Quang cho quý vị coi đó, là cái này. Ok, bây giờ cái này quý vị cũng thấy là N10 TV đúng không? N10 TV này, để Nam Quang làm nó ngắn lại, nhỏ lại chút xíu để cho quý vị thấy. Thấy không? Quý vị thấy N10 TV cũng là underscore Trương Quốc Huy nè. Cái này cũng underscore Trương Quốc Huy second, không có khác nhau một cái gì hết á. Nhiều người nói là ok là cái kênh của anh Trương Quốc Huy là nó có
chữ hoa. Ồ, ở đây nó có chữ hoa ở đây chút xíu, đúng rồi, cái này có chữ hoa ở đây. Nhưng mà rất là ít người có thể biết được cái nhận xét này, cái sự khác biệt chút chút đó. Nó thấy vừa thấy không? Vậy chỗ này nó có như vậy nè. À, nhưng mà khi mà mình đánh vô mình search á, thì cái search engine nó treat cái chữ chữ T này với lại chữ T T T hoa với lại T nhỏ nó giống giống như nhau hết. Thành ra mình không có biết được. À, nó hiện ra cái kênh giả thì mình cũng cũng như không mà. Ok. Thì bây giờ làm sao để mình biết được cái kênh nào là kênh thật và kênh nào là kênh giả. Đúng vậy. Thì cái quan trọng nhất của một cái kênh là cái ID của nó. Cái ID giống như là cái ID của một kênh đó, nó giống như là cái số Social Security của một người ở bên Hoa Kỳ đó quý vị. Bây giờ mình ở ở bên Hoa Kỳ này á, mình có thể mình đặt tên cho con mình là bất cứ một cái tên gì như quý vị nha. Thí dụ mình thấy một cái người nào đặt tên cho con là tên nó hay quá thì mình đặt tên như vậy, và luật pháp không có cấm là mình đặt tên tên trùng nhau. Thì trên cái phần trên YouTube á, trên cái nền tảng của YouTube hiện giờ người ta cũng chưa có cấm cái chuyện là đặt tên nó giống nhau. Đó, trừ khi là nó có một cái sự giả mạo, mà cố tình giả mạo quý vị nha, cố tình giả mạo một cái kênh lớn thì YouTube, và khi mà cái kênh giả mạo đó bị kiện thì YouTube nó sẽ nhảy vô để mà nó phân định là cái kênh nào là cái kênh giả mạo, cố ý giả mạo để mà lợi dụng cái sự nổi tiếng của kênh khác. Cũng giống như trong trường hợp của anh Chú Huy là như vậy, anh Chú Huy anh có thể anh tố cái kênh này được. Nhưng mà khi mà mình lập kênh á, một cái người lập kênh á, họ không có bị YouTube chặn lại là vì cái kênh của họ có cái chữ, có cái name nó giống như là cái name của, thí dụ bây giờ cái đài của Nam Quang đi là Trust Media, đúng không thưa quý vị? Trust Media thì cũng có thể là một cái người nào đó họ lập ra được một cái kênh YouTube khác cũng tên là Trust Media, cho đến khi nào mà Nam Quang phát hiện ra được đó là một cái kênh kênh giả, lấy video của mình để mà post lên cái đó, thì Nam Quang sẽ kiện với YouTube, thì YouTube lúc đó họ mới nhảy vô họ phân xử. Nhưng mà trước đó khi mà người ta lập cái kênh đó thì YouTube nó không nói ồ cái này là có cái tên của ông này, có cái Trust Media rồi, ra chúng tôi không có cho bạn lập cái kênh tên là Trust Media nữa. Okay. Nó vẫn cho mình lập những cái kênh mà có tên trùng nhau quý vị nha. Nhưng mà trở lại là có một cái là cái số, cái ID đó, cái ID là cái số Social Security của một cái kênh đó thưa quý vị, là nó không thay đổi nha quý vị nha. Khi mà YouTube họ cấp cho quý vị cái ID đó rồi thì cái kênh đó không thay đổi, có nghĩa là quý vị cứ đánh vô quý vị đây nè, Nam Quang cho quý vị coi, mình để sát xuống dưới này thì quý vị mới thấy được. Đó, quý vị có thấy cái số này không? YouTube nè, .com channel, rồi trong sáu cái chữ channel đó nó có một cái hàng số, quý vị thấy không? Cả số lẫn chữ mà rất là khó nhớ. Quý vị thấy vậy đâu? Đó, Nam Quang highlight cho quý vị coi đó. Mình để cho nó zoom ra cho nó bự bự chút xíu nha, cho quý vị coi. Đây. Đây là cái số, cái kênh số 2 của anh Trương Quốc Huy đó. Cái kênh số 2 của anh Trương Quốc Huy là cái dãy số này, là cái dãy số nó gần giống như là cái Social Security của một kênh. Nó không bao giờ nó thay đổi nha quý vị nha. Gần như là không bao giờ thay đổi. Thì có nghĩa là như thế nào? Anh Trương Quốc Huy sau này ảnh có vô ảnh đổi cái tên của cái kênh của ảnh. Đó nè. Ảnh đổi cái tên này. Quý vị, sau này ảnh có vô ảnh đổi cái tên này là cái gì đi nữa, ok, ảnh có thể ảnh đổi ngắn nó lại là N10 TV2, không ảnh bỏ cái chữ Trương Quốc Huy này đi, ảnh để là N10 TV2. Thì quý vị quay trở lại, quý vị dùng cái ID này nè, quý vị dùng cái ID này nè, đó, quý vị chỉ việc đánh vô cái ID này thôi là nó sẽ ra cái kênh của anh Huy.
dù ảnh có chuyển cái tên, đổi cái tên của ảnh ra là thành ra là kênh Chí Phèo, kênh Tám Khỏe hay là bất cứ cái gì, thì quý vị muốn nghe ảnh thì quý vị chỉ dùng cái ID này thôi, là quý vị sẽ YouTube nó sẽ dẫn quý vị tới cái trang của ảnh. Thành ra cái chính á, nếu mà quý vị thích một cái trang nào quá và quý vị không có muốn mất nó đi đó, thì quý vị phải nhớ cái này, copy cái ID này để nó vô trong một cái file, text file. Sau đó quý vị cứ theo cái đường này là quý vị đi, là quý vị không bao giờ lầm hết á. Chứ còn nếu như mà mình đi theo cái tên đó, thưa quý vị, mình search theo cái tên đó, tên giống giống như vậy nè, thì quý vị có thể lầm ra những cái kênh giả quý vị nha. Tại vì nó rất là phổ biến, nhiều cái kênh nó trùng nhau đó. Thì quý vị thấy ở đây cái kênh này nó cũng có cái số của nó đó, quý vị nhớ không? Cái kênh này nó cũng có cái số của nó nè, cái kênh giả nó cũng có cái số của nó, là mình biết đó, mình biết liền đó, nó có cái số của nó. Thì quý vị nếu như mà mình không có cần nhớ cái số của cái kênh giả quý vị, nhưng mà nó Quang muốn trình bày cho quý vị biết là cái cách để mà quý vị đi theo một cái kênh nào đó cho nó chính xác đó. Thì hiện giờ cái kênh giả đó, cái kênh giả của mà nó giả mạo, cái kênh giả mạo N10 TV á, là nó là cái kênh này mà quý vị có thể dễ dàng nhận ra là hiện giờ là nó không có để cái subscriber number ở đây, quý vị thấy không? Đó là tại vì sao, thưa quý vị, cái kênh giả này hiện giờ nó đã bị phát hiện ra và mọi người đang đang tố nó, anh Huy cũng report nó rồi, cho nên là hiện giờ cái số lượng subscriber của nó rất là ít, người ta drop nó rồi, thành ra nó không có dám để cái số, nó không có dám để cái số subscriber lên đó nữa. Để tại vì nó thấy nó chỉ có vài ngàn hay là vài trăm subscriber thì người ta sẽ phát hiện ra được cái tính chất giả mạo của nó ngay lập tức đó, thưa quý vị. Trong khi cái kênh thật của anh Dương Quốc Huy, quý vị thấy là hiện giờ nó là Nam Quang, đây là cái mà Nam Quang save lại gần đây, trước đây, nhưng mà hình như bây giờ nó lên, nó cái số này là cái số subscribers này quý vị. Cái số lượng người đăng ký nó đã lên hình như là 70.000 rồi đó. Bây giờ nếu mà nó quan refresh cái trang này, không, hiện giờ nó là 59.500 subscriber. Thì đây là cái kênh, quý vị tới coi cái kênh nào mà nó hình giống như vậy mà nó có số lượng subscriber trên 59.000 là quý vị biết đây là cái kênh thật của anh Trương Quốc Huy nha. Ok quý vị, thì đó là cái chủ đề chính của Nam Quang khi mà Nam Quang muốn gửi đến quý vị cái tin tức để quý vị vô trong cái kênh chính của anh Trương Quốc Huy mà quý vị không có bị lầm lẫn. Đó, đây là cái kênh kênh chính của Trương Quốc Huy, kênh số 2 quý vị nha, nhớ nha. Kênh Trương Quốc Huy số 2, cái subscriber nó phải trên 59.000 thì cái này nó mới là chính xác nè quý vị nha. Còn cái kênh bên này, cái kênh tào lao này là nó không có dám để cái số lượng subscriber lên. Nó có thêm nhiều kênh nữa nha quý vị nha, nhưng mà số lượng subscriber nó cũng rất là ít. Sẵn đây Nam Quang cũng có cái gì đây cũng thông báo cho quý vị cái này luôn, là Huyền Trâm đó. Huyền Trâm là một cộng tác viên của đài quý vị. Nếu mà quý vị coi đài MTV thì quý vị thấy là Huyền Trâm là một cô xướng ngôn viên xinh đẹp của N10 TV. Thì Huyền Trâm cũng có nói là hiện tại là Trâm không có bất cứ một kênh YouTube riêng nào hết. Có người giả mạo làm kênh YouTube tên Huyền Trâm N10 TV, họ lấy video trên Facebook của Trâm và up lên đó. Huyền Trâm cũng nói là nếu sau này Trâm có mở kênh YouTube riêng thì cũng có thông báo trên N10 TV cho mọi người biết. Thì quý vị nhớ nha, đây cũng trong cái sự kiện này thì có nhiều người xấu là tát nước theo mưa, bây giờ là lập kênh YouTube mạo danh Huyền Trâm với lại mạo danh của Trương Quốc Huy N10 TV để mà
để mà coi phục vụ cho những cái mục đích riêng của họ, thì đó là cái mà Nam Quang cũng muốn quý vị nhớ là chỉ có cái kênh số 2 mà Nam Quang giới thiệu cho quý vị là kênh này của anh Chiêu Quốc Huy, là cái kênh gọi là cái kênh phụ của anh. Còn cái kênh chính thì Chiêu Quốc Huy có thông báo là 2 ngày nữa là Chiêu Quốc Huy sẽ quay trở lại được với lại quý vị trên cái kênh chính đó. Thì Nam Quang bây giờ thì quý vị save lại cái này đi, cái số này nè. Đó, cái số này thì Nam Quang sẽ để ở dưới cái link, cái phần description của cái video clip này, để cho quý vị có thể là quý vị bấm vô, quý vị save nó lại. Nhưng mà đây, nếu mà quý vị muốn thì Nam Quang cũng zoom ra cho quý vị thấy để mà quý vị có thể quý vị ghi lại nha. Đây quý vị, sau sau cái chữ youtube.com rồi slash channel slash cái nữa là nguyên cái dòng chữ này, đó là cái ID của cái kênh, thì quý vị chỉ quay lại đây thôi là quý vị thấy là ok, nó là cái kênh chính. Cái kênh chính số 2 đó là cái kênh chính chủ của Chu Quốc Huy đó quý vị, chứ không phải là cái kênh một nha. Đó là cái kênh của Chu Quốc Huy. Thì đó là cái cách mà chúng ta không bao giờ bị lộn hết á, chúng ta không bao giờ bị miss hết. Đây là cái ID chính chủ đó, quý vị cứ save cái này lại là ok hết. Đó, chỉ có vậy thôi. Nam Quang vẫn giống như mọi khi, vẫn khuyến khích Huy, vẫn vẫn động viên Huy cái cách mà Huy quay trở lại và Huy làm nó sau những cái biến cố vừa rồi. Thì cái video clip mới hồi tối của Huy, quý vị nhớ là vẫn máu lửa như 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 thường, không có gì thay đổi trong cái tinh thần của Huy hết. Thành ra Nam Quang thấy bố đang làm có snack kìa, có chuối với lại cái gì, chuối với lại sữa. Xin lỗi quý vị nhớ này, cậu ấm đang 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 tới đây hoài. Cậu ấm đang đang đòi ăn. Mình có hỏi Bắc Bắc Tuyên coi, hỏi Bắc Tuyên coi có gì ăn không. Bố có mua khô bò đó con. Tự nhiên thằng nhóc nó làm mất dòng suy nghĩ rồi. Đúng rồi, Nam Quang có nghe cái video clip mới hôm tối hôm qua của chú Huy vào lúc 8 giờ đó, thì Huy có nhấn mạnh là trên cái góc ở phía bên trái của màn hình đó là nó có giờ giấc của cái giờ mà Huy phát đó. Thành ra quý vị nhớ chú ý cái đó. Nhưng mà cái quan trọng là cái tinh thần của Huy từ trước đến giờ không thay đổi, mà hình như đúng là nó cũng lợi hại hơn nữa. Nên Huy nói có vẻ máu lửa hơn. Nó quan rất là thích. Nhân đây thì cũng gửi đến chú Quốc Huy nha, gửi đến bạn tôi một cái lời khen ngợi là không những là không có sờn lòng, không có chùn bước, mà cái cách bạn nói vẫn còn còn mạnh mẽ hơn là những lần trước nữa. Thành ra ok, Nam Quang một lần nữa chúc mừng bạn đã lấy được lại cái kênh số 2, kênh phụ, và sắp sửa là sẽ quay trở lại livestream trên kênh chính. Cảm ơn mọi người đã theo dõi chương trình, và nhớ quý vị nha, ủng hộ Trương Quốc Huy, bấm vô cái kênh phụ của Huy. Nam Quang nghĩ là chắc từ hôm nay, từ đây cho tới cái ngày mà Huy, 2 ngày nữa mà Huy trở lại lấy kênh chính, thì Huy cũng vẫn phải tiếp tục dùng cái kênh phụ thôi, chứ đâu có cái nào khác để mà livestream hay là tương tác với quý vị ngoài cái kênh phụ đó. Một lần nữa cảm ơn quý vị, thì mong quý vị tiếp tục ủng hộ kênh của chúng tôi. Nam Quang chào mọi người nha, bye bye.